Trong ấn phẩm mô hình sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023 do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã tổng hợp và biên tập, Lào Cai có 5 mô hình sáng kiến hay về xây dựng nông thôn mới tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bản. Tại ấn phẩm, đã có 32 tỉnh, thành phố giới thiệu thông tin 149 mô hình sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Lào Cai gồm camera an ninh tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng xã nông thôn mới thông minh tại xã Gia Phú huyện Bảo Thắng, đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tại xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn, homestay của gia đình ông Nguyễn Hữu Bính tại bản Vắc, xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên, trồng một cây nuôi một con tại trường mầm non số 2 xã Xuân Hòa huyện Bảo Yên. Từ đó các cơ quan đơn vị địa phương nghiên cứu học hỏi để phổ biến nhân rộng góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả và bền vững.